Rồi, chào mừng anh em, chị em besties, anh em setter đã đến với con game The Dead Chân Thùng. Đó, tính ra cũng 2 năm rồi đấy, thật. Mọi người thì đợi một thời gian nữa thôi là ra bản chính thức rồi. Riêng tôi ấy, phải đợi hẳn 2 năm nó mới ra chính thức cơ. Ok. Đủ bé ơi. Body thì cũng ngon đấy. Mặc thêm quả áo dài Việt Nam ấy, trông đẹp đấy. Mà nên cất cái quả tóc đi nhá. Mẹ trông như kiểu mẹ tính cướp mặc áo dài Việt Nam đi vào ngân hàng để cướp ấy. Ok mày. Ở dưới đây nhá, đừng làm gì nhá, đừng làm gì. Trần Duy Hưng à? Đúng là ngõ này rồi. Sao anh Dũng à? Mày cái mèo. Dũng làm nhân vật chính luôn mà, thú vị hơn rồi đấy. Có anh Dũng làm nhân vật chính. Còn thêm. Mẹ à, thằng nào nghịch ngu đấy hả? Chọc mù mắt rồi. Chú ý vào nhá. Bố lão quen. Mày đâu? Mày sủa được thì tao cũng sủa được nhá. Mày cắn tao được thì tao cũng cắn lại mày được nhá. Bố láo bố lếu. Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Không đây. Nhà số 4, cháu có chắc không đấy? Có thêm kinh nghiệm rồi nhá. Ai mà đi thuê nhà mà hàng xóm hỏi là muốn thuê nhà này không thì thôi nhá. Xách dép đi về. Nhà đó có ma ám đấy. Mày biết ngay mà. Có ngày trước có nhiều người chết lắm. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Anh gì ơi? Gái. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây anh. Ủa? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Mẹ vẽ hai cái thùng lọng treo cổ à? Ôi đây Boom không? Con của anh giống này. Vãi cái bèo. Boom này đả quá thôi không chơi được. Thì bác nào đang giật cái đầu kia kìa. Are you okay? Bác ơi, cho cháu hỏi. Ôi rồi. Đẹp trai nhỉ? Ai đẹp trai thế? Nhìn phát biết bố đời luôn. 5 minutes later. Mũi nó đốt nhiều ấy nhỉ? Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Oh, what the hell? Anh Dũng ơi, anh làm tiếng sấm sét hơi to nhá. Ôi chỗ này có tứ sét à? Sao máy tính vẫn không có mạng, mình reset modem rồi mà nhỉ? Chắc chắn rồi, game kinh dị mà sao lại không nhỉ? Bây giờ quay lại chắc chắn là có cái gì đấy này. Đồ mẹ con mèo đi. Chắc là không có gì hiện ra đâu nhỉ? Đừng có nói là mẹ có ai đó sau lưng tôi nhá. Đéo đùa. Đừng hù anh nhá. Mày cười ghê làm sao bằng tao. Lộp ơi. Bác ơi, bác làm gì mà cứ mài dao trong đấy đấy bác. À, chắc bác ấy đang chuẩn bị thái thịt. Nhưng mà thịt gì tôi không biết. Nghe đi thằng danh con, nếu mày muốn thoát ra khỏi đây
thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Nghe đã ổn rồi.